hồi thứ bảy hồ luân vong mạng vì hung dữ thương tráng sĩ bao công tìm cách tha khi địch thanh và lý nghĩa thấy bọn gia tướng của hồ luân áp tới đánh thì hai người ra sức bình sinh đấm đá làm cho bọn gia tướng của hồ luân té nhào ra xa ông đầu chạy hết địch thanh cười lớn nói anh em ta mới đá có vài cái mà chúng chạy hết rồi tuy vậy mà chưa phải yên đâu hồ luân sẽ đến đây làm dữ chi bằng rút lui trước hay hơn Trương Trung nói. Đại ca nói rất phải. Tuy chúng ta không sợ gì tên Hồ Luân, nhưng chúng kéo đến hàng trăm, hàng ngàn thì cũng làm phiền Mỹ. cho hàng xóm. Anh em địch thanh vừa toan ra đi thì bọn Hồ Luân kéo đến đông nghẹt. Hồ Luân hét to. Đứa nào giỏi đánh thì đánh ta đây. Vừa nói Hồ Luân vừa chạy sốc tới. Địch Thanh đứng dậy vỗ vai Hồ Luân định tỏ vài lời phải trái, nhưng bàn tay Địch Thanh đè nặng trên vai, làm cho hồ luân té quỵ xuống đất. Hồ luân hét to. Các ngươi mau bắt chúng nó đem về dinh cho ta. Địch thanh nói. Hồ luân. Ngươi hãy lại đây mà bắt ta, chớ mấy thằng tay sai của ngươi đã sợ ta chạy hết rồi. Hồ luân nghe nói nổi nóng sốc lại đánh địch thanh bị địch thanh thọc ngực ném xuống lầu. Mấy đứa gia đình thấy vậy chạy lại thì hồ luân đã vỡ sọ nằm chết tươi. Bọn gia đình sợ hãi nên vội chạy về báo với hồ khôn, còn ba anh em địch thanh lúc này đang lúc tử hứng, cùng nhau tiếp tục ngồi uống rượu, quên cả việc dự tính rời khỏi vạn huê lầu. Lúc này hồ không nghe tin hồ Luân bị té xuống lầu bể ốc thì tức giận vội truyền cho tri huyện sở tại đem quân đến bắt ba anh em địch thanh mà trị tội. Tri huyện vân lời dẫn quân đến trước vạn huê lầu bao vây bắt tên tử bảo để tra hỏi. Ngươi tên họ là chi? Tử bảo nói. Tôi là trương cao bán rượu ở đây đã lâu. Tri huyện hỏi còn ba người kia tên chi? Tử Bảo Thưa. Ba người ấy là khách phương xa tới đây, tôi không biết tên. Một người mặt trắng, một người mặt đỏ và một người mặt đen. Bây giờ họ đang ăn uống, xin quan đòi họ mà hỏi. Tri huyện bèn cho đòi ba anh em địch thanh đến hỏi. Ba người đều khai tên họ và quê quán và kể lại sự việc do Hồ Luân dẫn gia tướng đến hành hung nên bị té rơi xuống lầu mà chết chớ không ai đánh cả. Quan huyện nói. Dù sao các ngươi cũng là kẻ có liên can cái chết của công tử Hồ Luân, một người có quyền thế trong huyện, không thể bỏ qua được. Ta phải bắt các ngươi đem về xét xử trước công đường. Nói rồi truyền quân bắt dẫn ba anh em địch thanh đem về huyện đường. Trong lúc huyện quan đang khảo tra thì có tin bao công đến. Huyện quan lật đật ra nghênh tiếp, dẫn bao công vào. Bao công nói. Trong ba thằng này có thằng nào chịu giết Hồ Luân không? Huyện quan thưa chúng nó cũng chịu nhưng còn kêu nài là công tử hà hiếp chúng nó và không phải cố sát bao công nói việc này cũng là việc lớn xin ngài cho tôi ba tên này đem về xét xử cho rõ trắng đen quan huyện thưa tôi là quan sở tại được giao phó lẽ nào dám làm nhọc công ngài bao công nói ngài nói ngài là quan sở tại chỉ để cho ngài tra xét thôi vậy tôi không phải là quan sở tại hay sao nói rồi truyền trương long Triệu Hổ dẫn ba anh em địch thanh về công đường. Nguyên vì bao công mỗi ngày đều cho quân đi thám thính hay được việc này, sợ để cho cha con Hồ Luân ấp chế người lành, nên đã đến can thiệp. Lúc ấy tri huyện giận bao công lắm, song không dám cãi lệnh, bèn lấy lời khai của tử bảo, rồi khiến quân đem thay của Hồ Luân về giao cho Hồ Khôn, kể hết đầu đuôi sự việc. Hồ Khôn nổi giận nói. Bao chuẩn không kiên nể ai hết. Nó dùng cách mà tha ba tên hung thủ ấy để ta về tâu với thánh thượng xem nó có còn giữ được quyền lực hay không nói rồi lo việc chôn cất hồ luân mà trong lòng căm hận bao công rất dữ còn bao công khi về đến nhà truyền quân dẫn ba anh em địch thanh ra tra hỏi khi nhìn thấy mặt bao công thấy ba người ấy tướng mạo đường đường oai phong lẫm liệt thì trong ý đã khen thầm bèn hỏi các ngươi là người tỉnh nào đến đây làm gì mà ít chết hồ luân sự thực thế nào cứ nói rõ cho ta biết trương trung liền bước tới thưa chúng tôi là người mua bán vải ở sơn tây khi bán xong hàng hóa rủ nhau lên tửu lầu ăn uống một bữa lúc đang ăn uống bỗng có hồ luân dẫn bảy tên gia đình đến mà đánh chúng tôi bảo rằng vạn huê lầu là chỗ cấm chúng tôi là khách phương xa không biết nhưng bọn hồ luân áp vào đánh chúng tôi cho nên tôi nổi giận đánh chúng nó bỏ chạy xuống lầu hết còn hồ luân thì đánh với tôi trượt chân xuống lầu mà chết việc này chỉ có tôi gây ra mà thôi còn hai người bạn tôi là Địch Thanh và Lý Nghĩa thì vô can. Tôi xin chịu hết mọi lỗi lầm. Bao công nghe nói nghĩ thầm. Mình đã muốn tìm cách tha chúng nó, mà nó lại chịu tội sát nhân. Nghĩ một lúc, bao công hỏi. Có thật Hồ Luân trượt té xuống lầu chết hay không? Trương Trung thưa. Thiệt quả như vậy. Bao công nói. Như vậy thì tại nó té mà chết, can chi mà ngươi chịu án. Trương Trung nói. Tại tôi đá công tử rớt xuống. Bao công nạt lớn. Thằng nói bậy. Bên Hồ Luân thì có đông, còn các ngươi chỉ có ba đứa, lẽ nào ngươi đá Hồ Luân té xuống lầu được? Nói rồi đuổi Trương Trung ra, kêu Lý Nghĩa lại hỏi. Trong khi Hồ Luân đánh lộn với Trương Trung, có phải là tại nó té lầu mà chết không? Lý Nghĩa thưa. Sự giết Hồ Luân là tại tôi đánh nó nhào xuống lầu bể ốc, chớ không phải là Trương Trung. Bao công nổi giận nạt. Khi nãy Trương Trung đã khai rõ ràng là tại Hồ Luân trượt chân té xuống lầu mà chết, bây giờ ngươi lại nói phách xưng là mình giết. Trong ý ngươi tưởng sát nhân không phải đền mạng sao? Lý nghĩa thưa. Tôi đành lòng thường mạng, xin đại quan cho Trương Trung. Bao công cười lớn nói. Thằng cùng nói bậy. Hãy đi nơi khác cho xong. Bao công lại kêu địch thanh hỏi. Khi Hồ Luân lên đánh với ba đứa bay rồi trượt chân té xuống lầu mà chết phải không? Địch Thanh Thưa Khi ba anh em tôi đang uống rượu trên tủ lầu thì có bảy tám tên gia đình đến hành hung, chúng tôi đạp cho mấy cái thất kinh chạy hết. Kế đó Hồ Luân sốt đến đánh tôi, tôi sách giò ném xuống lầu nên bể ốc mà chết. Ấy là lỗi tại tôi, xin quan lớn tha cho hai người bạn của tôi không hề liên quan. Bao công nghe nói liền nạt lớn. Thằng điên nói láo. Thân thể ngươi ốm yếu lại nói sách giò người ta ném xuống lầu. Thật là phách lối nói rồi truyền quân đuổi địch thanh ra khỏi cửa địch thanh nói lớn tôi quả là chánh phạm còn hai người kia vô can xin đại quan xét lại bao công nói ngươi định muốn chịu tội thế cho hai thằng này phải không quân bay đánh đuổi nó ra mau lúc ấy có bọn gia nhân của hồ không đứng ngoài cửa trông thấy bao công đuổi địch thanh đi không tra xét thì chạy vào quỳ thưa nó đã chịu án sát nhân sao đại quan lại thả cho nó đi Bao công nói. Quyền xử án là quyền của ta, sao ngươi dám xem vào? Một tên ốm yếu, nhỏ bé như thế mà dám đặt chuyện nói láo, xách người ném xuống lầu, có phải là nó đã khinh thường sự suy xét của kẻ khác không? Nói rồi truyền quân bắt tên gia nhân của Hồ không đánh hai chục hèo về tội vô phép, xen vào việc xét xử của người có trách nhiệm. Lúc ấy bao công cũng muốn tha luôn trương trung, lý nghĩa ngặt vì chưa tìm ra cớ nên tạm giam ít hôm rồi sẽ tính. Hồi thứ 8 Binh người ngay, bao công mắng tôn tú Tại võ trường, địch thanh ra sức trổ tài Địch thanh khi bị đuổi ra khỏi nha môn, vừa đi vừa suy nghĩ Không biết vì ý gì mà bao công lại tha mình như vậy Hay là ông đã có quen biết với cha mình thổi trước chăng Xong phần ta thì khỏi rồi còn hai em ra không biết sẽ thế nào Còn đang suy nghĩ chưa dứt thì đã thấy trương trung Lý Nghĩa lật đật chạy theo hỏi đại ca sao còn chần chờ nơi đây hãy mau rời khỏi nơi đây địch thanh nói vậy chớ bao đại nhân luận tội hai em thế nào trương trung lý nghĩa đồng thanh nói chưa xử nên chưa biết ý định của bao đại nhân địch thanh nói ta muốn ở lại đây chờ mình. hai em luôn thể trương trung nói ôi công việc còn đang kéo dài biết đâu mà chờ hiện nay bao đại nhân dạy dẫn hai em vào ngục chờ ngày giải quyết. Địch Thanh nói. Vậy thì ta cũng phải vào đó mà ở tù với hai em luôn thể. Trương Trung nói. Đại ca là người vô tội, lẽ đâu vào chốn ấy? Địch Thanh nói. Sao lại vô tội? Việc ít hồ luân là tại ta, không phải tại hai em, sao hai em lại chịu ở tù thay ta? Lý Nghĩa nói. Anh em ta đã thề nguyền cùng nhau sinh tử thì có gì phải phân biệt điều ấy? Trương Trung kề tai nói nhỏ với địch thanh. Bao đại nhân có ý muốn tha hai đứa tôi, song sợ miệng gian thần phản đối, cho nên còn tạm giữ ít lâu. Xin đại ca yên lòng trở về quán trọ lấy một trăm lượng bạc của tôi còn gửi lại cho chủ quán mà dùng đỡ, rồi sẽ tính. Địch thanh trở về quán trọ, và ở đó chờ đợi Trương Trung và Lý Nghĩa. Bấy giờ hồ không nghe gia đình về báo là bao công đã tha tên chánh phạm là địch thanh thì cả giận mắng. Bao hắc tặc, ngươi thật quá vô tình, không vị nể cha con ta. Nói rồi liền hối gia nhân sắm kiệu qua dinh bao công mà hỏi cho rõ. Bỗng có tin tôn tú cho người mời sang. Hồ không sẵn kiệu liền thẳng qua dinh tôn tú kể hết sự tình. Tôn tú nghe nói nổi giận mắng. Thôi, việc này để cho tôi sang gặp bao công trách cho lão vài lời cho bỏ ghét. Hồ không từ giả ra về, còn tôn tú thì lên kiệu thẳng qua dinh bao công vừa gặp nhau Tôn Tú nói: Tôi nghe có ba thằng du côn đánh thác công tử là Hồ Luân, mà Tri huyện Phong Khưu là quan sở tại đương tra hỏi, sao ngài lại dành việc ấy đem về xét xử? Có quả thật như vậy chăng? Bao công nói: Có. Nhưng tôi hỏi ngài chẳng lẽ vụ án đó chỉ riêng Tri huyện Phong Khưu mới tra hỏi được sao? Tôn Tú nói: Ngài tra hỏi cũng được, xong tôi lại nghe ngài tha tên chánh phạm là Địch Thanh là ý gì? Bao công nói. Thằng đó thân hình một nắm mà đánh ai đến chết được, đó là chuyện mơ hồ. Tôn Tú nói. Nhưng nó đã nhận là thủ phạm kia mà. Bao công nói. Sự án là đi tìm sự thực để xét đoán cho công bằng, không thể căn cứ vào lời dối gạt. Ngài chỉ nghe lời truyền ngôn mà đến đây nhiều lời như vậy. Thôi, từ nay về sau có chuyện quốc gia đại sự thì ngài sẽ đến hỏi tôi, còn như vụ án nhỏ như vậy bất quá chỉ là một vụ ngộ sát thôi ngài đừng đến đây nhiều lời vậy nữa tôn tú nghe nói chạm tự ái trách nói như ngài thì mất công bình nhiều lắm tôi e ức lòng hồ không thì ông ta tâu cùng thánh thượng làm cho cái mão ô sa của ngài không còn nữa bao công nói còn mất cũng không cần miễn là tôi giữ vẹn lòng trung nghĩa mà thôi chuyện này dẫu hồ không không tâu thì tôi cũng tâu cho thiên tử rõ tôn tú nói con người ta đã bị chúng giết, ngài binh vực hung đồ mà tha tên chánh phạm, còn đòi tâu lên thiên tử làm sao? Bao công nói, ngài lẽ nào không biết, vạn huê lầu là chỗ hồ không chiếm đoạt của người ta, ý thế hà hiếp dân chúng, làm cho ai nấy đều sợ hãi. Nay hồ luân đánh người ta, trực té xuống lầu bể ốc, đâu là lỗi do hồ không dạy con không nghiêm, để cho con ngang tàn như vậy thì không có lỗi hay sao? Tôn Tú nghe nói không dám cãi nữa nên giảng hòa. Ngài ơi! Bề nào hồ khôn cũng là người đồng liêu chớ nên gây thù oán làm chi? Còn việc đó là do tôi nghe lời truyền ngôn không rõ, nên lật đật đến mà thăm hỏi, xin ngài miễn chấp. Nói rồi tôn tú từ giả bao công, trở qua dinh hồ khôn tỏ hết mọi việc bao công đã nói cho hồ khôn nghe. Hồ khôn trong lòng hậm hực nói. Thôi, bây giờ ta hãy nhịn thua lão một phen, thủng thẳng ta sẽ sai người đi kiếm địch thanh mà bắt không khó gì nói rồi hai người từ giả về dinh. Bấy giờ địch thanh ngày ngày ngóng trong trương trung, lý nghĩa mà không thấy về, thì buồn rầu khôn xiết. Châu Thành thấy vậy nói với địch thanh. Nay tôi có người bạn là Lâm Quế, mới lên chức võ viên, hôm trước tôi có khoe với Lâm Quế công tử là người võ nghệ cao cường, mà không người tiến dẫn. Lâm Quế có bảo tôi đem công tử đến cho anh ta xem, như quả võ nghệ cao cường thì anh ta tiến dẫn cho đầu quân. Địch Thanh nghe nói nghĩ thầm. Lâm Quế làm chức nhỏ mọn mà tiến dẫn mình sao được. Tuy nghĩ vậy, địch thanh cũng gượng gạo theo Châu Thành đến ra mắt Lâm Quế. Lâm Quế thấy địch thanh thân vóc nhỏ nhắn, mặt trắng mày thanh, xem ra không phải võ tướng, thì đã không vui lòng nên hỏi. Ngươi được bao nhiêu tuổi? Địch thanh thưa. Tôi mới có 15 tuổi thôi. Lâm cưới nói. Ngươi là tướng học trò, làm việc võ sao nổi. Châu Thành xen vào nói. Nhân huynh đừng thấy vóc người nhỏ mà kinh khi. Tuy nhỏ mà võ nghệ cao cường. Chẳng tin cứ thử sức thì biết. Lâm Quế nghe nói liền dắt Địch Thanh đến diễn võ trường hỏi. Ngươi thường dùng binh khí chi? Địch Thanh nói. Thứ gì cũng được. Lâm Quế bèn lấy binh khí trao cho Địch Thanh và bảo Địch Thanh múa một hồi. Quân sĩ thấy, ai nấy đều khen nức nở. Lúc này Lâm Quế mới chịu tin, nói với Địch Thanh thôi ngươi ở lại đây mà kiến công lập nghiệp từ đấy địch thanh an tâm ở theo quân sĩ mà chờ thời